trộm vô tư như người nhà vào lấy đồ khiến bà chủ cũng ngỡ ngàng. Gã đạo chích thông hạ lẻn vào nhà, bê trộm laptop rồi hẳn nhiên mang đi. Bà chủ đang ngồi trước cửa, ngạc nhiên khi thấy người lạ từ trong nhà mình ra. Mới đây, mạng xã hội lan truyền, đoạn clip ghi lại, cảnh tên trộm, đi ngang qua thấy một ngôi nhà mở cửa, không có ai. Hắn nhìn trước ngó sau, hẳn nhiên đi vào bên trong nhà, bê một chiếc laptop ra ngoài. Tuy nhiên, trong lúc tên đạo chích lẻn vào nhà, bà chủ nhà ra chợ mua hành đã về, và ngồi rửa ngoài cửa, mà không biết trong nhà có trộm. Đến khi tên này, men chiếc laptop đi ra ngoài, người phụ nữ bị đứng hình vài giây, sau đó vội vàng đứng dậy đuổi theo, bị phát hiện tên trộm nhanh tay bỏ lại chiếc laptop trên yên xe rồi háo chạy nhiều người cho rằng do khu vực đông dân cư tên trộm sợ khi tri hô sẽ bị tóm nên đã bỏ cổ chạy lấy người còn bà chủ nhà sau khi lấy được tài sản nên cũng không có ý định truy đuổi nữa